nốt chưa? Dạ rồi. Dạ. Mà bình thường ăn cái thốt nốt không? Thốt nốt thường mình ăn cái trái chẻ ra rồi mình ăn giống như cái cơm bên trong giống như nước dừa đúng không? Còn đây thì cổ dùng cái vỏ bên ngoài để cổ trà làm bột và làm chèn. Xin mời chị Diễm. Đây. Chị Diễm chào mọi người đi. Dạ, cái quy trình làm chè thốt nốt đó là trái thốt nốt phải là trái già và nó rụng. 4 giờ khuya là đi lụng. Tại vì có cái chị ở cái bên chùa là canh để trái chín thì chị đi lụng lên lại. Thì mình mới mua lại mình làm. Thì cái thốt nốt ở Việt trên người ta ăn đó là ăn bằng cái hột. Còn ở mình ăn cái này là cái sơ của thốt nốt. Là mình nhồi mình lấy cái bột này là màu vàng tự nhiên luôn, rồi ăn kèm với nước đường, rồi nước cốt dừa. Nước cốt dừa này là không có đổ nước, đổ sữa tươi không được. Rồi cái này là mới chế biến anh thêm xa là gì? Cái xa lá dứa là dạ. Với nước cốt dừa nó đâm lại. Wow, mấy này giống nhau. Rồi cho xin cái muỗng. Thưa với lại quý vị là chị Diễm vẫn còn lúng túng một chút, tại vì cũng chưa quen phục vụ các cái đoàn khách. Tuy nhiên tôi thấy rằng là ở trong cái cách chuẩn bị rất là chu đáo. Cái này là bột thốt nốt nấu với rau cao, nấu sôi, rồi mình để thêm một ít bột thập từ cái lá dứa và lần trước chúng tôi đến thì chưa có thạch lá dứa, lần này thì lại có thạch lá dứa. Nước cốt dừa đậm đặc, ai ăn nước cốt ít thì để ít, còn cái này nước đường thì rất là ngọt. Yeah. Cho nên là để chút xíu thôi. Rồi ai ăn đá thì chúng ta lấy đá đúng không? Rồi ai ăn đá thì thêm. Vậy là chị sẽ hướng dẫn rồi mọi người sẽ tự túc. Mọi người tự túc làm đúng không? Rồi một chén. Để chị làm thêm vài chén nữa đi để các bạn quay hình nha. Lấy muỗng dùng cái rổ muỗng qua đây ban tổ chức ơi. Ở Trà Cú, ở Trà Kha còn cũng có nữa. Khi chúng tôi đến An Giang các bạn, thốt nốt cũng rất nhiều mà đó không có chè thốt nốt. Ở đó là có bánh mò thốt nốt, rồi đường thốt nốt thì nhiều chứ còn giống như là cái câu chuyện chị Diễm chia sẻ thì chúng ta rất là ít. Cửa hàng mình mở bán cái chè thốt nốt. Dạ em bán lâu lắm rồi, bán mười mấy năm rồi. Nhưng mà bắt đầu làm du lịch á, ý là nhưng mà bắt đầu làm du lịch thì mới mấy tháng nay. Cô Diễm có truyền nghề rồi, cô bây giờ không, bây giờ mời cô ạ. À. Cô có truyền nghề không? Có. Không phải coi. Cô đăng ký nha. Alo. Dạ. Ăn cái này mát lắm. Mấy anh chị mình tôi nhà cô Diễm từ bao nhiêu lâu rồi? Dạ cô đi về chưa, đốc chụp con ngồi. Ngồi. Ngồi khoảng chừng 2 giờ là đông rồi. Chị ơi đây đây anh chị nhé nè. Đây đây. Cái này là rau câu dừa. Cô Diễm ơi đây anh chị nhé nè. Cô Diễm có sử dụng Facebook cho nên là anh chị em mình vô Facebook của cô Diễm, cô coi cô hướng dẫn nó cũng có. Chát với cô Diễm. Chát với cô Diễm rồi đó. Bộ dưỡng nha, hai ca sĩ nha. Ăn vào lấy nào. Lấy nào. Dạ xin mời ai à? Ai chưa có? Cái đó là một tượng nhà. Ờ 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 tượng nhà. Mọi người phải tự cảm nhận rồi mọi người mới thấy được cái vẻ ngon của nó.